Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ rõ những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, quan liêu xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan đơn vị mình, thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Đây là trở ngại trong quá trình xây dựng các văn kiện hoạch định chủ trương phát triển kinh tế xã hội đất nước chỉnh đốn đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Về đối tượng và tác hại của căn bệnh quan liêu trong bài viết Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng, tác giả Trần Công Huyền nhận xét: Bệnh quan liêu có thể xuất hiện ở bất kỳ cấp nào và bất kỳ cán bộ đảng viên nào. Ngay cả những đảng viên cán bộ ở cơ sở, tuy sống ăn ở cùng nhân dân, nếu mắc bệnh quan liêu cũng không nắm được tình hình cụ thể của địa phương mình những ai mắc bệnh quan liêu không gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân thích ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón đóng cửa lại mà đặt kế hoạch viết chương trình với họ việc gì cũng dùng mệnh lệnh họ tự cho mình cái gì cũng giỏi cũng biết không chịu học hỏi nhân dân nên quyết định của họ thường không phù hợp với thực tế với nhu cầu của nhân dân họ có mắt mà không tường có tai mà không thấu có chế độ mà không giữ đúng có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ tha hóa, tha hồ, tham ô, lãng phí, lũng đoạn. Căn bệnh quan liêu để lại hậu quả nặng nề. Vì đã mắc bệnh quan liêu, không những thiếu kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ đạo đại khái qua loa chung chung, mà còn thiếu dân chủ, sợ phê bình, không giữ nguyên tắc lãnh đạo của đảng. Vì vậy, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô lãng phí, tham nhũng. Quan liêu thường cặp đôi với lãng phí tham nhũng, nó là tiền đề và hệ quả của nhau. Trong mối quan hệ này, quan liêu là yếu tố tạo điều kiện cho tham nhũng. Bệnh quan liêu đã ấp ủ dung túng che chở cho nạn tham ô lãng phí. Tham nhũng lãng phí cũng làm cho quan liêu trầm trọng hơn. Trong một bài viết có tiêu đề Nhận diện khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng của cán bộ đảng viên đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân tác giả Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Họa cho biết. Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đánh giá, thời gian qua có những cán bộ thiếu kiểm tra đôn đốc, không sâu sát nắm chắc tình hình cơ sở, vì thế mắc vào bệnh xa quần chúng, bàn giấy, dẫn đến lý luận xuông, xây dựng kế hoạch thực hiện không sát với thực tế. Đó còn là biểu hiện ở cách làm việc quan cách cửa quyền, hách dịch, thiếu dân chủ, theo kiểu đóng cửa làm kế hoạch viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo, hoặc chỉ biết mệnh lệnh hành chính không làm cho dân hiểu, dân theo, gây bức xúc, giảm lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Điều này diễn ra khá phổ biến ở cách làm việc của cán bộ khi giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải tỏa, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Đó còn là thái độ thờ ơ vô cảm, tắc trách thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thấy những việc có hại đến nhân dân vẫn làm ngơ, không giải quyết hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Thậm chí những ý kiến đúng nêu rõ vấn đề thì họ dìm đi, làm cho dân chúng nghi ngờ, thậm chí bất mãn, không ủng hộ, dẫn đến thất bại. Cũng theo tác giả bài viết, căn bệnh nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cán bộ đảng viên chưa nhận thức đúng đắn đầy đủ vị trí, vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân, chưa nhận thức và giải quyết thấu đáo quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa cán bộ đảng viên và quần chúng. Tuy nhiên, cũng có một số cán bộ đảng viên tuy nhận thức đúng vấn đề, thấy rõ những nguy hại của căn bệnh đó, nhưng do thiếu bản lĩnh và sự rèn luyện thường xuyên xa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống bên cạnh đó cơ chế kiểm soát quyền lực ở các cấp còn thiếu chặt chẽ làm nảy sinh nạn chạy chức chạy quyền tham ô lợi ích nhóm thậm chí tự cho phép mình cái quyền làm quan cách mạng đứng trên nhân dân cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh quan liêu xa rời quần chúng sinh thời bác hồ đã chỉ rõ Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra nghiên cứu đến nơi đến chốn những công việc cần phải làm, việc gì cũng không nắm vững, chỉ đạo một cách đại khái chung chung. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, chính quyền nhân dân được thiết lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về nguy cơ của bệnh quan liêu. Trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng vào ngày 17 tháng 10 năm 1945, Bác nói tới những lầm lỗi của một số cán bộ như làm việc trái phép, cậy thế, hủ hóa tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. Bác lên án các ông quan cách mạng coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt quan cách mạng lên. Không biết rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến uy tín của chính phủ. Đại hội 6 của Đảng khi tổng kết kinh nghiệm xây dựng chính quyền đã nhấn mạnh Thói quan liêu độc đoán chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi là kẻ thù nguy hiểm đối với một đảng lãnh đạo chính quyền. Khi phê phán chủ nghĩa quan liêu và tệ cửa quyền đã nghiêm khắc lên án thái độ hách dịch cửa quyền, vô trách nhiệm, thậm chí nhẫn tâm trước những khó khăn và đau khổ của nhân dân. Đại hội 12 của Đảng chỉ rõ, tệ quan liêu tham nhũng lãng phí chưa bị đẩy lùi. Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã xác định những biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống, trong đó có biểu hiện của tệ quan liêu. Từ những chỉ dẫn của Bác Hồ và thực tiễn những năm qua cho thấy, những hạn chế, yếu kém, hiệu quả chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ, nạn tham nhũng lãng phí và những tiêu cực khác của bộ máy nhà nước cũng như hệ thống chính trị đều có nguồn gốc từ bệnh quan liêu. Quan liêu là căn bệnh nguy hiểm nhất vì quan liêu nên trong xây dựng chủ trương chính sách pháp luật không sát thực tế, khó đi vào cuộc sống, không thẩm định kỹ các dự án đầu tư, không kiểm tra sâu sát trong quá trình triển khai dự án nên khi phát hiện hậu quả xảy ra thì đã quá muộn. Sự cố môi trường do Formosa gây ra là vô cùng nghiêm trọng và là bài học về sự quan liêu tắc trách của những cơ quan cán bộ có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo dõi dự án. Hàng loạt dự án hiện đang đắp chiếu có thâm niên hàng chục năm với hàng nghìn tỷ đồng. Hàng trăm dự án quy hoạch đất đai không đúng quy định, ngồi bàn giấy tự vẽ ra không phù hợp thực tế, làm cho nhân dân bức xúc, khiếu kiện triền miên và không ngoại trừ cả những tiêu cực trong công tác cán bộ đều có nguồn gốc từ quan liêu thiếu trách nhiệm. Trong một bài viết đăng trên báo Nhân dân số 23 ngày 2 tháng 9 năm 1951, bác hồ đã chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp đấu tranh phòng chống bệnh quan liêu người cho rằng nguyên nhân bệnh quan liêu là xa nhân dân do đó không hiểu tâm lý nguyện vọng của nhân dân khinh nhân dân cho là nhân dân bảo sao làm vậy không hiểu được lý luận chính trị cao xa như mình khi có sai lầm khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình sợ mất thể diện sợ phải sửa chữa bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc vì vậy chúng ta phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy bác còn chỉ rõ cách chữa của bệnh ấy là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết liên hệ chặt chẽ với nhân dân việc gì cũng bàn với dân giải thích cho nhân dân hiểu rõ có khuyết điểm phải thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình sẵn sàng học hỏi nhân dân tự mình phải gương mẫu cần kiệm liêm chính để nhân dân noi theo. Trong phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 9 năm 1963, nhân dịp Quốc Khánh, bác đem đến một hộp bút và nói Hôm nay tôi xin tặng các vị, các chú, mỗi người một cây bút để làm việc. Bác đưa tận tay từng bộ trưởng, từng ủy viên. Mọi người nhìn lên nắp bút thấy khắc dòng chữ Bút chống quan liêu, ngày 2 tháng 9 năm 1963 phòng chống bệnh quan liêu không thể tiến hành bằng những lời hô hào những phương châm chung chung mà phải có một hệ thống biện pháp cụ thể yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự nêu gương trước hết là ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương và gần đây là quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện những nội dung cụ thể đó, chúng ta cần phải luôn xác định khắc phục tình trạng quan liêu, tập trung vào các giải pháp. Một là xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đấu tranh chống lại việc lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân, cho gia đình. Cán bộ cấp cao, người đứng đầu các ngành địa phương phải luôn rèn luyện nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tích cực tự phê bình và phê bình. Vấn đề đặt ra hiện nay là tuyển chọn được những người tâm huyết, trung thành với Đảng, không vụ lợi, loại bỏ những người kém đức kém tài ra khỏi bộ máy Đảng nhà nước, ngăn chặn bè cánh, lợi ích nhóm, phá hoại kỷ cương kỷ luật, vô hiệu hóa pháp luật chính sách và những chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước. Hai là thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt, xác định rõ cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, từng chức danh trong bộ máy nhà nước, nhất là người đứng đầu. Đây là việc làm hết sức cần thiết vì muốn kiểm tra quy kết được trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh phải xác định được rõ ràng cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh để khi sự việc xảy ra thì theo quy định mà quy kết trách nhiệm khắc phục tình trạng tranh công đổ tội. Ba là bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với mỗi cán bộ lãnh đạo và quản lý, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, nhất là sự tham gia của báo chí, của các tổ chức chính trị xã hội. Bốn là tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, việc thực hiện đường lối chủ trương các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thanh tra kiểm tra cần được diễn ra trên mọi cấp độ, trên mọi lĩnh vực và phải được thực hiện thường xuyên khi cần kiểm tra đột xuất không báo trước. 5. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí cần xác định, giáo dục thuyết phục phòng ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, bên cạnh việc coi trọng giáo dục thuyết phục, cần có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thực hiện xử phạt nghiêm minh với những hành vi quan liêu tắc trách này sẽ góp phần gian đe chấn chỉnh kỷ cương trật tự trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan liêu, xa rời quần chúng là một căn bệnh rất nguy hiểm, đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ đảng viên cần phải được chữa kịp thời và triệt để những biện pháp trên đây là rất cơ bản với mỗi tổ chức cơ sở đảng cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng quản lý bồi dưỡng đánh giá cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình tự rèn luyện bồi dưỡng của mỗi người đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ với nhân dân để thực sự là người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành của nhân dân Mỗi cán bộ đảng viên cần tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nhất là học tập và làm theo phong cách làm việc gần dân, thân dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những công việc cụ thể hàng ngày gắn với cương vị công tác để xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực tế cho thấy, ở bất cứ cơ quan đơn vị địa phương nào mà người cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu mà thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác và hết lòng vì nhân dân thì được nhân dân tôn trọng, yêu mến, nể phục, tin tưởng và noi theo. Từ đó, cán bộ đảng viên và nhân dân hòa vào một và như thế, bệnh quan liêu xa rời quần chúng cũng tự mất theo. Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Lúc này, chống bệnh quan liêu là vô cùng quan trọng để chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước được thực hiện thật sự hiệu quả, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.